Còn cậu Khánh ạ, mợ vẫn không giết Bù Tìm. Thế nhớ mợ giết cậu Khánh thì sao? Thế giấu cái xác đi đâu? Nếu nghĩ theo hướng đấy thì mình lại lao vào một cái bẫy, đâm vào một ngõ cụt. Đấy là cái xác nó tự bốc hơi đi à? Này nhá, nhà thì khép kín nhá, u bin ấy thì đứng canh ở bên ngoài. Thì trừ phi chị Vân này đã chặt xác thằng Khánh ra thì tự nấu tự ăn cho mình. Phải biết như thế là phi lý quá rồi còn gì. Nhưng nếu cô Vinh là sát thủ thì lại đơn giản hơn hẳn đúng không? Cái gì cũng thế, vẻ bên ngoài càng tinh vi bao nhiêu thì sự thật bên trong lại giản đơn hơn được mà. Cô Vinh nó đứng canh cổng, thế nhưng tại sao mình phải tin lời nó là nó đã không trông thấy ai khiêng cái xác ra ngoài? Cô Vinh nó còn quá bé, nó làm sao mà tự khiêng cái xác lại như thế ra khỏi nhà được? Đấy, bẫy là cái chỗ đấy đấy. Thằng Bin ấy nó giết thằng Khánh nhưng đâu có nghĩa là tự tay thằng Bin để giấu cái xác của thằng Khánh đi. Thế ai đã làm thế? Lại một cái bẫy nữa. Câu hỏi bao giờ cũng là ai đã làm thế, chứ không bao giờ là những ai đã làm thế. Đúng, một đứa trẻ con thì không thể tự khiêng cái xác đi được. Thế nhưng nếu là nhiều đứa trẻ con thì hoàn toàn có thể nhá. Đám bạn của Bin cái lúc đầu trộm đứa cướp suốt ngày ăn nhầm nhờ đến Bù Thìn này, chính chúng nó đã giấu cái xác thằng Khánh đi rồi vứt đâu đó trong thành phố này. Nặng gì đường xá hang hốc cái mặt đất này nữa à? Thằng Bin đứng cách cổng thì chỉ cần đảm bảo không ai ở ngoài đường trông thấy thôi, chứ lúc đấy cũng ai là canh hai gì nhá, không ai biết đâu nhá. Nhưng mà này, cô Bin thì có động cơ gì để giết Bù Thìn ạ? Thì vì mấy cái vé xem hòa nhạc đấy gốc mày, cái con trẻ mình lạ gì ở cái tầm tuổi dậy thì chúng nó cuồng thần tượng lắm, trên mặt đầy ra ấy, còn một lũ bây giờ dọa giết bố mẹ vì không có tiền đi xem hòa nhạc ấy. Thế còn Khánh à? Cô Bin thì có lý do gì để xuống tay với cậu Khánh à? Mày dùng não đi con, đừng bắt bà dùng nữa. Thằng Bin với thằng Thiện thân nhau như anh với em không? Nhiều khả năng ấy là thằng anh đã khoe với thằng em về việc Bù Thìn hứa sẽ để hết tiền bạc cho nó. Thế nhưng lúc Bù Thìn chết thì lại chẳng tìm thấy cái di chúc đâu. Thằng Bin nghĩ ngay là thằng Khánh đã giấu đi thì mới tức thay cho thằng Thiện nên mới ra tay thôi. Cô Bin nó còn bé, nó nông nổi như thế thì còn hiểu được, chứ còn cái chú Thiện lớn đầu như thế rồi mà còn không biết đúng sai, cứ đưa thân mình ra bao che cho một thằng cu như thế. Nếu mà là con ấy, con sẽ khai hết. Trẻ con ư, để cho nó vào tù. Chứ tại sao lại cứ đưa thân mình ra nhận tội thay cho nó như thế? Chả tử tế thế đâu con ơi, chúng nó có ân oán với nhau cả đấy. Tao hỏi thằng nó rồi, ngày xưa trong một giây phút thần kinh ấy, chính thằng Thiện ấy đã cưa quả bom trước cửa nhà cô Bin đó. Ở cái tầm tuổi dậy thì vấn đề về thần kinh thì không kiểm soát lắm. Sau đấy là Bù Thìn á cũng biết là thằng Thiện đã cưa bom nên mới thấy có lỗi với cô Bin rồi, nên mới nhận cô Bin về nuôi, đối tác với cô Bin đến tận cuối đời. Còn chú Thiện thì chưa bao giờ thanh thản cả. Và hôm nay lại đúng là cơ hội để chú Thiện trả món nợ năm nào với cô Bin. Còn cô Bin thì lại lấy oán trả ân với Bù Thìn. Buồn cười nhờ. Nhưng mà bản chất nó đã dối gian như thế thì không sửa được đâu nhá. Mày còn chưa biết vụ nó giả công không? Mấy anh bên đồn công an sáng nay có điện cho bà, bảo là thằng Bin ấy vào thăm thằng Thiện á, hai đứa nói chuyện á rông rẽ lắm. Thế bà khôn cho ông chưa? Bà khôn cho ông đây. Ông mày lúc đầu không tin đâu. Ông mày bảo U Thìn già rồi thì tự chết, làm gì có ai giết. Thế nhưng mà để ta phải trình bày lại, rồi ông mày sẽ lại ngã ngửa ra cho mà xem. Ai ngờ vụ này lại dã man thế. Một tay thằng bé giết hai mạng người. Alo, alo bà Tị à? Con Vân đây. Bà ơi, con có tình tiết mới cho bà đây. Bà có thể nói với mấy em trợ lý của bà loại bớt vi phạm mình rồi đấy ạ. Là ai thế con? Cô Bin à? Bin à, chắc chắn không thể là sát thủ được, con chắc chắn với ba luôn. Vì sao đấy? Bởi vì con đã nhờ đám người hầu đi điều tra và phát hiện ra một bí mật. Bí mật gì? Bí mật là ở trong nhà này còn có rất nhiều bình hoa bằng vàng ngay trong nhà này này. Thì sao nhỉ? Cô Bin không thể nào là sát thủ được chứ sao ạ? Tớ không thấy có sự liên quan nào đấy nhá. Thôi,